những chứng cứ, những lời khai của bị cáo. Bị cáo khai cho hội đồng xét xử biết là bị cáo đưa tiền cho Nguyễn Tiến Thân và Nguyễn Thanh Hải không? Số tiền là bao nhiêu tiền? Dạ, vì là bị cáo cũng đưa cho nhiều người, số tiền thì cũng nhiều lần nên là bị cáo cũng không thể nhớ hết được tất cả, thì đề nghị là hội đồng xét xử trích ở bút lục kết luận điều tra và cáo trạng ạ. Rồi, tôi nhắc lại xem bị cáo có nhớ không nhé. Dạ. Theo tài liệu trong hồ sơ thì bị cáo có lời khai trình bày là 4 lần đưa cho Nguyễn Tiến Thân và Nguyễn Thanh Hải số tiền là 3.200.000.000, đúng không? Ai không nhớ thì các bạn không nhớ. Dạ, cũng không nhớ cụ thể ạ. Tóm lại những cái lần đưa tiền cho người khác này bị cáo đều không nhớ, đúng không? Dạ, tức là có nhớ nhưng có không chính xác. Không chính xác. Dạ, vâng ạ. Có đưa tiền cho bị cáo Tô Anh Dũng 5 tỷ đồng không? Dạ, có ạ. Có đưa tiền cho bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan 5.900.000 không? Dạ có ạ. Đưa tiền cho bị cáo Đỗ Hoàng Tùng 2.600.000 không? Dạ có ạ. Có đưa tiền cho bị cáo Lê Tuấn Anh 80.000.000 không? Dạ có ạ. Có đưa tiền cho bị cáo Lưu Tuấn Dũng 40.000.000 không? Dạ có ạ. Đưa tiền cho bị cáo Phạm Trung Kiên 6.000.000 không? Phạm Trung Kiên là Bộ Y tế. Bị cáo cũng không nhớ chính xác số lần ạ. Ừ. Số tiền thì có nhớ số được tiền không? Thì là 6 tỷ. 6 tỷ không? Dạ. Có đưa tiền cho bị cáo Vũ Anh Tuấn 6 tỷ đồng không? Dạ có ạ. Có đưa tiền cho bị cáo Vũ Hồng Quang là 1.804.000.000 không? Dạ có ạ. Có đưa tiền cho bị cáo Trần Văn Tân là số tiền 5 tỷ đồng không? Dạ có ạ. Ngoài ra bị cáo còn đưa tiền cho ai khác nữa không? Dạ, một không. Số bị cáo có lời khai là đưa tiền cho một số người ở những tỉnh thành khác nhau như Vĩnh Phúc, Phú Thọ và một số tỉnh khác, đúng không? Dạ có ạ. Như vậy là bị cáo xác nhận là bị cáo có đưa tiền cho những cá nhân của các cơ quan nhà nước như tôi đã nêu trên. Dạ vâng ạ. Mục đích bị cáo đưa những số tiền này để làm gì? Dạ để xin được thực hiện cấp phép các chuyến bay ạ. Rồi. Trong cái quá trình bị cáo đưa tiền này thì có ai đòi hỏi không? Dạ có một số người là một số bộ ban ngành là có đòi hỏi ạ. Cụ thể là những ai? Là chỗ bên cục xuất nhập cảnh của Bộ Y tế ạ. Rồi. Bên phía cục lãnh sự thì có ai gây khó khăn gì không? Dạ cũng không ạ. Trước khi bị cáo đưa tiền này thì doanh nghiệp của bị cáo có nộp hồ sơ xin cấp phép chuyến bay nào chưa? Dạ có rồi ạ. Trước đấy thì đã xin rồi. Dạ. Thì có được cấp phép không? Có được cấp phép nhưng mà cũng không được nhiều ạ. Không được nhiều. Dạ. Và có cấp phép sớm không để doanh nghiệp chủ động trong việc bán vé và thông báo cho khách hàng không? Hay là sắp đến thời điểm giờ bay thì mới cấp mới thức được thông báo? Thì là cũng sát giờ bay mới được thông báo ạ. Mới được cấp phép. Theo bị cáo nếu bị cáo không đưa những khoản tiền này cho những cán bộ trong cơ quan nhà nước thì có được cấp phép thực hiện chuyến bay không? Và có được số lượng nhiều như là doanh nghiệp vừa mới không, được xin không? Được không? Nhiều số lượng như thế. Không được đến 109 chuyến đúng không? Dạ vâng. Cái việc mà bị cáo xin cấp phép thực hiện các chuyến bay này thì bị cáo có trao đổi với bị cáo Lê Hồng Sơn không? Dạ có. Bị cáo và bị cáo Lê Hồng Sơn là đều thống nhất đúng không? Dạ đúng. Trong doanh nghiệp của bị cáo thì bị cáo giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần và Sơn giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần? Bị cáo giữ 30% cổ phần và Sơn giữ 70% cổ phần. Là Sơn là người giữ cổ phần chi phối trong doanh nghiệp đấy. Dạ. Sau khi bị cơ quan điều tra mà triệu tập lên làm việc, cơ quan công an mời lên làm việc về những cái dấu hiệu về việc đưa hối lộ thì bị cáo có trao đổi tác động đến ai để nhờ không bị xử lý hình sự không? Thực ra là bị cáo chưa bị cơ quan điều tra nào gọi lên để hỏi điều tra cả, thì bị cáo đã tự lên cơ quan điều tra để xin tự thú ạ. Trước đấy đã bị cục nghiệp vụ của công an mời lên làm việc chưa? Dạ chưa ạ. Chỉ có cục nghiệp vụ có mời lên để hỏi một số các cái thông tin về về du lịch thôi ạ. No. Thì sau cái buổi làm việc đấy thì bị cáo có nhờ ai để mà không bị xử lý hình sự không? Không, bị cáo không nhờ ai để xử lý hình sự, bị cáo chỉ nhờ là
khi đó thì là bị cáo có anh thân thiết là anh Tuấn thì có đến hỏi anh Tuấn là trong cái trường hợp là bọn em bị như thế này thì sẽ là như thế nào, được nhờ anh Tuấn tư vấn đấy ạ. Nhờ bị cáo Tuấn tư vấn. Dạ, vâng. Tuấn tư vấn cho bị cáo như thế nào? Anh tư vấn là với trường hợp như này thì nên ra đầu thú ạ. Rồi. Sau đấy thì bị cáo có được bị cáo Tuấn giới thiệu cho gặp ai không? Sau đó thì bị cáo có được anh Tuấn giới thiệu cho anh Hưng ạ. Bị cáo gặp Hưng bao nhiêu lần? Thì cái đó là bị cáo đã khai ở trong cái với cơ quan điều tra rồi, bị cáo cũng không nhớ chi tiết được ạ. Rồi, bị cáo có thể không nhớ chi tiết thì tổ hợp tài cũng không yêu cầu. Rồi, không nhớ số lần chi tiết. Dạ. Trong các lúc buổi gặp đấy thì Hưng bị cáo khai đến là Hưng nào? Anh cái Hưng đấy bị cáo đồng khai tên là Hưng gì? Là anh Hoàng Văn Hưng ạ. Giữ chức vụ gì? Là giữ chức là điều tra viên ạ. Điều tra viên trong cái vụ án. Vâng ạ. Thì bị cáo có được Tuấn bố trí đến nhà để gặp Hưng không? Dạ có. Gặp nhiều lần không? Có nhiều mấy lần ạ. Trong các buổi gặp đấy thì Hưng hướng dẫn bị cáo như thế nào? Không, anh Hưng chỉ là tư vấn cho anh Hưng là đầu tiên là tư vấn bị cáo là ra tự thú. Thì sau đó thì có hướng dẫn bị cáo là viết các bản tường trình kê khai, bị cáo đã khai hết ở trong cái bản khai của cơ quan điều tra rồi ạ. Thì đề nghị là hội đồng xét xử xem xét ở trong tòa. Bị cáo khai rồi, hội đồng xét xử cũng đọc rồi, bây giờ là kiểm tra lại cái chứng cứ xem có phù hợp hay không. Dạ. Bây giờ tòa án sẽ hỏi, nếu bị cáo không nhớ thì có thể nói là không nhớ, nhưng dạ, việc hỏi thì tòa án vẫn phải hỏi. Dạ. Thế thì Hưng thì lúc đầu là hướng dẫn cho bị cáo khai là tư vấn cho bị cáo ra đầu thú, đúng không? Dạ. Sau đấy có hướng dẫn trao đổi gì thêm với bị cáo không? Có nói là quyết tâm cứu Sơn không? Không. Dạ, là có. Rồi. Thì bị cáo trong quá trình trao đổi đấy, bị cáo có đưa tiền cho bị cáo Tuấn hay bị cáo Hưng không? Trong quá trình trao đổi thì không ạ. Rồi, thì sau này thì có đưa tiền cho bị cáo Tuấn và bị cáo Bích Sơn không? Dạ có đưa tiền cho... Bị cáo Tuấn và bị cáo Hưng không? Dạ có đưa tiền cho anh Tuấn ạ. Cho bị cáo Tuấn, đúng không? Cho bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, đúng không? Dạ. Tổng số tiền bị cáo đã đưa cho bị cáo Tuấn là bao nhiêu tiền? Là 2.800.000 đô ạ. 2.800.000 đô la Mỹ. Dạ. Mục đích bị cáo đưa số tiền này để làm gì? Mục đích bị cáo đưa số tiền này là để nhờ anh Hưng, vì là để cho anh Hưng có vì là anh Hưng có nói là để cho mọi người có cái không, để cho bị cáo không, không phải là để không xử lý hình sự đối với cả bị cáo và bị cáo Sơn hay không? Có phải như thế không? Bị cáo cứ khai báo thoải mái thôi. Dạ. Bị cáo cứ khai báo thoải mái thôi, tòa không ép. Mục đích đưa số tiền 2.800.000 đô la Mỹ như bị cáo vừa mới khai đưa cho Hưng, đưa cho Tuấn này, để qua Tuấn đưa cho Hưng, mục đích để làm gì? Để dùng mục đích là giúp cho bị cáo và bị cáo Sơn là không bị xử lý hình sự. Rồi. Bị cáo chỉ tìm là tại cái thời điểm đó thì bị cáo cũng không nhận thức được về mặt pháp luật về những hành vi của mình là trái pháp luật. Sau đó thì bị cáo cũng có thành khẩn khai báo, thì cũng xin hội đồng xét xử được hưởng khoan hồng. Khi mà bị cáo đưa số tiền 2.800.000 đô la Mỹ như bị cáo vừa mới khai cho bị cáo Tuấn để đưa cho bị cáo Hưng, thì bị cáo Sơn có biết điều đấy không? Có trao đổi với Sơn không? Đã có biết ạ. Có trao đổi trước với Sơn đúng không? Hai người cùng thống nhất thì mới đưa số tiền đấy cho bị cáo Hưng và bị cáo Tuấn đúng không? Dạ vâng ạ. Còn việc bị cáo Tuấn đưa tiền cho bị cáo Hưng như thế nào thì bị cáo có biết không? Dạ không ạ. Rồi.
Rồi, bị cáo có thể về chỗ. Cảm ơn ạ.